tỉnh Tây Bắc đến vùng đất cao nguyên Lâm Đồng, người Hờ Mông đã mang đến những phong tục truyền thống, góp phần làm phong phú hơn nét văn hóa tại tỉnh Lâm Đồng. Cuộc sống của 104 hộ dân ở thôn 5 xã Rô Men, huyện Đam Rông tuy còn nhiều khó khăn, nhưng không phải vì thế mà họ không chăm chút cho cuộc sống của mình thêm tươi đẹp. Cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền huyện Đam Rông, các hộ dân ở thôn 5 xã Rô Men đã xây dựng mảnh đất này thành một ngôi làng 3-0, không hút thuốc, không uống rượu, không tệ nạn xã hội. Không những vậy, bà con luôn ý thức việc bảo vệ môi trường chung quanh luôn xanh, sạch, đẹp. Nói đến người Hờ Mông, người ta thường biết đến hình ảnh của những bộ váy áo sặc sỡ với tiếng khèn gọi bạn. Và hình ảnh người phụ nữ Hờ Mông lầm lũi theo sau con ngựa, cõng người chồng say rượu ở các buổi chợ phiên miền Tây Bắc. Thế nhưng ngày nay, đến với làng người Mông ở thôn 5 xã Rô Men, huyện Đam Rông, chúng ta bắt gặp một hình ảnh khác. Tại một trong những tiệm tạp hóa khang trang nhất của thôn do thanh niên trẻ Dương Văn Mạnh làm chủ, nơi này không hề bán rượu hay bán bất cứ loại thuốc lá nào. Riêng cái tạp hóa ở trong này thì thứ nhất là chủ yếu là mình bán bánh kẹo, nước uống và một số đồ dùng lao động cũng như đồ điện gia dụng và một số đồ dùng của học sinh. Và riêng cái tạp hóa mình là không có bán rượu, không có thuốc. Đấy là cái việc mà cái gọi là 3-0 của trong làng này, không rượu, không thuốc, không tệ nạn. Đấy là cái của làng mình. Tại các hộ gia đình ở thôn 5 xã Rô Men, huyện Đam Rông này, đàn ông hay phụ nữ, họ đều là những người chăm chỉ lao động để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy mà cuộc sống của bà con nơi đây dù còn khó khăn nhưng không còn cảnh du canh du cư, rày đây mai đó, lam lũ đói nghèo. Với họ, việc cùng nhau chung tay xây dựng quê hương mới với nhiều hoạt động chung của cộng đồng, không hút thuốc lá, không uống rượu, không tệ nạn xã hội, cùng góp sức giữ gìn cảnh quan vệ sinh chung, đã làm cho cuộc sống nơi đây ngày một đổi mới, yên ấm, hạnh phúc hơn. Khi con về làm với thôn xóm thì con cảm thấy hài lòng với công việc này và cảm thấy làm cho đường làng xóm nó sạch đẹp hơn. Chúng tôi triển khai các cái mô hình như là quanh vườn, là nói chung là vệ sinh sạch sẽ xung quanh nhà cửa này, rồi chăn nuôi thì có chuồng trại này, ở xung quanh nhà cửa thì mình trồng các cái ô rau dinh dưỡng. Thì chúng tôi thực hiện tốt cái mô hình là chi hội phụ nữ với hoạt động bảo vệ môi trường ở thôn 5 xã Rô Men, và hiện tại thì chúng tôi là thấy là rất hiệu quả, cho nên chúng tôi cũng đang còn nhân rộng ở các cái chi hội. Có thể nói, để duy trì được những việc làm thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng người Hờ Mông một cách đều đặn trong nhiều năm qua, chính là quan tâm của các tổ chức chính trị xã hội và các nhân tố tiêu biểu ở thôn 5, xã Rô Men, huyện Đam Rông. Sau những buổi tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn, bà con lại được vận động tham gia các buổi sinh hoạt giao lưu văn hóa văn nghệ. Tại đây, họ được giao lưu trao đổi kinh nghiệm sản xuất từ các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cũng như cùng nhau củng cố thêm các giá trị tốt đẹp đã và đang được gìn giữ. Cũng không phải là vận động mà cái này là cũng do bà con tự bỏ rượu chè, thuốc, người này sang người kia, truyền sang người kia, là cả làng là cũng không có ai hút thuốc, uống rượu. Cuộc sống người dân ở thôn 5 xã Rô Men, huyện Đam Rông chủ yếu dựa vào sản vật từ rừng, cũng như từ cây lúa, cây cà phê và còn rất nhiều khó khăn phía trước. Thế nhưng cái được mà bà con trân trọng đó là sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự quan tâm này thể hiện bằng sự thay đổi về ý thức trách nhiệm của người Hờ Mông đối với địa phương làng bản và chính cuộc sống của họ trên mảnh đất này. Ùn tắc diễn ra khá phổ biến vào giờ tan trường ở hầu hết các điểm trường trong nội đô Đà Lạt. Tuy nhiên, hỗn loạn nhất là ở khu vực ngã ba Xuân An, ngã tư Chi Lăng và điểm trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt.